Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học của kênh truyền hình SNTV. Quý vị và các bạn thân mến, đối với việc đi du học thì ngoài môi trường học tập như thế nào thì có lẽ đời sống sinh hoạt của các du học sinh tại đất nước sở tại ra sao cũng là một vấn đề mà quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh rất là quan tâm. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của du học sinh tại quốc gia Singapore. Nhưng mà trước khi đến với buổi tọa đàm thì Cẩm Trí muốn mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Nhờ hệ thống giáo dục hàng đầu cộng với cơ sở hạ tầng thuộc bậc nhất nhì châu Á, Singapore là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Qua đó góp phần thu hút một số lượng lớn du học sinh quốc tế, chiếm hơn 18% tổng số sinh viên tại Singapore. Với khoảng cách địa lý không xa, với nhiều tương đồng về văn hóa và phong cách sống, môi trường học tập an toàn, chất lượng giáo dục cao, giá cả hợp lý, Singapore đã trở thành một địa điểm du học được nhiều sinh viên Việt Nam nhắm tới. Cuộc sống ở Singapore đối với đa số học sinh Việt Nam được coi là khá yên bình. Ở Singapore có nhiều hình thức nơi ở khác nhau phù hợp với nhu cầu và ngân sách đa dạng của sinh viên khi du học tại đây. Về phương tiện đi lại, Singapore có một mạng lưới giao thông công cộng rất hiệu quả, taxi, xe buýt và hệ thống tàu điện Mass Rapid Transit MRT hiện đại. Thức ăn của Singapore cũng rất phong phú với nhiều món ăn kiểu Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản và các món ăn phương Tây. Do đó, sinh viên sẽ có nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, Singapore rất đề cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Singapore nổi tiếng là một quốc gia có ngành du lịch phát triển hàng đầu thế giới với nhiều địa điểm vui chơi giải trí. Singapore được xem là ngôi nhà giáo dục toàn cầu với ngôn ngữ thương mại là tiếng Anh, có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế ổn định, môi trường sống an toàn và phong cách sống năng động.